cả 6 vận động viên khám súng bảo đảm an toàn thì số 1 sẽ thực hiện động tác bò lên vị trí để tiến hành bắn cung mục tiêu thứ nhất là có 2 bóng bay và một đây. Mục tiêu bi đô 6. Vâng, bò như thế này mất sức lắm đấy. Đây chính là trung úy Nguyễn Xuân Đại của sư 325. Bò đến nơi và đang còn thở hổn hển thì đã phải bắn ngay, như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng tới độ rung của súng đúng không ạ? Khi bò kiểu zig zag như thế này thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với cái tinh thần của vận động viên. Như chúng ta hay nói là ảnh hưởng đến tiền đình ấy. Bò hết sang bên trái xong rồi đến bên phải thì nó cũng sẽ gây ra cái sự ảnh hưởng đối với tinh thần của vận động viên. Khi chuyển từ trạng thái động sang một trạng thái tĩnh để chúng ta có thể bắn được các mục tiêu. Chúng tôi nghe nói là sau khi bò xong thế này lại phải bắn luôn thì chúng tôi cũng lo lắng là liệu nhịp tim của vận động viên lúc đó đang đập nhanh có ảnh hưởng tới độ rung của súng không? Các vận động viên sẽ phải rèn luyện để có một sức khỏe rất là tốt và họ phải luyện tập theo đúng cái điều kiện của bài bắn. Quá trình luyện tập họ cũng phải thực hiện là bò hết cái quãng đường khoảng gần 50m và sau khi bò xong phải bắn vào mục tiêu ngay. Chúng ta cùng xem những quả bóng bay bướng bỉnh này liệu có bị tiêu diệt ngay không nhé. Phát bắn đầu tiên đã không trúng mục tiêu. Mỗi bóng bay không trúng là bị cộng 30 giây. Phát thứ hai cũng không trúng. Mỗi vận động viên sẽ có 5 viên đạn. Nguyễn Xuân Đại, một vận động viên rất trẻ. Nguyễn Xuân Đại là học viên khóa 86 của trường sĩ quan lục quân 1. Cho nên là đồng chí Khoa nhận ra học viên của mình ngay đúng không? Vâng. Một quả bóng bay đã bị tiêu diệt. Sau khi số 1 bắn xong thì sẽ lệnh cho số 6 và số 6 cũng sẽ tiếp tục thực hiện động tác bò và tương tự như số 1 để mục tiêu của số 6. Duy anh thấy là thao trường đang bố trí bia rất là cân đối. Khi bóng bay bị tiêu diệt thì sẽ xuất hiện bia. Khi bóng bay bị tiêu diệt thì sẽ hiện bia và đối với tư thế nằm thì sẽ hiện bia số 6 và tượng trưng cho tên địch quan sát. Đối với bia này thì sẽ là điểm thưởng. Bắn trúng một điểm chạm vào trên bia thì sẽ được thưởng 10 giây. Đòi hỏi là các vận động viên sẽ phải có kỹ thuật bắn rất là tốt để có thể là vừa có được điểm thưởng mà vừa không bị kéo dài cái thành tích của đội mình. Có 3 cái cự ly là 100m, 75m và 50m cho tư thế nằm, tư thế ngồi và tư thế đứng. Ngoài cái khả năng của các chiến sĩ thì qua cái phần thi này chúng ta cũng có thể là thấy được cái vai trò của các huấn luyện viên. Khi mà các huấn luyện viên huấn luyện các chiến sĩ thì đòi hỏi phải nắm được cái điểm mạnh của các vận động viên, điểm còn hạn chế, đồng thời là cũng sẽ làm phát huy những điểm mạnh và khắc phục những cái hạn chế khuyết điểm để có thể là đạt được cái thành tích của đội mình. Có thể người nào đó thì sẽ bắn đứng tốt hơn là bắn ngồi hoặc là người nào đó thì tốt hơn là bắn nằm. Chúng ta cùng theo dõi xem quả bóng có bị tiêu diệt không nhá. Một bóng đã bị tiêu diệt. Vậy là một bóng đã bị tiêu diệt. Đây là trung úy Đậu Văn Triều. Thứ hai đã bị tiêu diệt và mục tiêu BR6 đã xuất hiện. Đã có 2 viên bắn vào mục tiêu.